nhằm tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Thời gian qua, huyện Yên Mỹ đã tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về lĩnh vực này. Yên Mỹ là địa bàn đông dân cư và có nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất hoạt động nên nguy cơ xảy ra cháy nổ là rất cao. Điển hình, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 3 vụ cháy ở 2 công ty và 1 xưởng sản xuất gạo. Để ngăn ngừa hỏa hoạn có thể tiếp tục xảy ra, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy chữa cháy cho các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, thực tập 6 phương án phòng cháy chữa cháy, 4 phương án cứu nạn cứu hộ, thành lập 17 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại 17 xã, thị trấn. Công an huyện Yên Mỹ đã tiến hành kiểm tra và ra quyết định xử phạt trên 180 trường hợp với tổng số tiền gần 130 triệu đồng, ra quyết định đình chỉ 12 cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.